Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay trong chương trình Thư Giãn Cuối Tuần. Vâng, xin chào giáo sư. Vâng, chào anh. Vâng, chào giáo sư. Râu ấy, nó là một sự thăng hoa của lông. Nói một cách khác, râu nó còn làm là lông ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Tôi hiểu ý giáo sư rồi. Vâng. Tức là qua cách giải thích của giáo sư, cái thứ mọc quanh mồm của giáo sư nó là ở đẳng cấp khác. Vâng, đúng đúng. Thôi được rồi. Một bạn ở địa chỉ afcdienbien@gmail.com có hỏi. Vâng. Kính thưa giáo sư Xoay, theo như em được biết đa phần đàn ông thường có râu. Đúng rồi. Trong cuộc đời một con người thì râu có thể mọc dài tối đa là bao nhiêu mét? Vâng. Xin mời giáo sư. Câu hỏi của bạn ấy tinh tế quá. Dạ. Bạn ấy dùng là thường có râu. Dạ vâng. Là bởi vì không phải đàn ông ai cũng có râu đâu. Vâng. Xoay ạ. Dạ. Vâng. Thế, vâng. Còn về câu hỏi của bạn thì tôi trả lời luôn là hiện nay có một người đàn ông ở Ấn Độ có bộ râu dài nhất thế giới. Dạ. Thì đâu đó vào khoảng tầm hơn 4 mét. Anh ấy để những 29 năm râu nó mới dài thế đấy. Thế ạ? Vâng. Hơn 4 mét tức là phải bằng từ đầu phòng đến tận cuối phòng của chúng ta. Vâng. Ui, thế thì có vất vả lắm không ạ giáo sư? Thực ra thì đi lại thì nó cũng không cản gió lắm. Vâng. Thế nhưng mà anh ấy kéo lê đi như vậy thì đôi khi nó hơi bất tiện. Khi cái người đi sau kiểu vô tình không để ý lại dẫm vào râu anh cái thì lại cái nó giật hơi đau. Tưởng tượng mà đang đi trên đường, vâng, bỗng nhiên có trẻ con nó dẫm vào râu, vâng, giật nhự vắt ái mà đấy, không có gì cá cắn câu mà đau lắm, câu giật đúng không? Đau lắm anh ạ. Đau không giáo sư? Đau. Giáo sư ạ, từ khi tham gia chương trình Hỏi Xoáy Đáp Xoay thì vâng, tôi lại có rất nhiều những cái tình cảm đặc biệt với giáo sư. Tôi biết. Thông qua cái giải thích về râu vừa rồi, tự nhiên vâng, tôi lại muốn giáo sư râu mọc dài khoảng hơn 4 mét. Tôi hiểu ý anh. Anh ạ, dạ, nếu mà tôi có để râu dài ấy, dạ, thì tôi cũng sẽ tết lại quấn quanh cổ chứ không kéo lê để cho anh lừa anh dẫm phải đâu anh. Để râu nó cũng hơi phiền phức một tí. Dạ. Thế nhưng mà cũng không phải là ai cũng có râu đâu anh ạ. Để dạ, nó cũng thích. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với những câu tiếp theo. Vâng.